Sắp em lại về thêm một em siêu phẩm, phải nói là sạch sẽ lắm anh em. Sinh viên sạch sẽ, dễ chơi, quay sát cho anh em xem. Hôm nay được một ông anh, ông chia sẻ lại cho shop em một em 78 ha. Biển quay biển số cho anh em xem, biển số 68. Xe thì được dọn sạch sẽ, gọn gàng. Về á là bảo đảm với anh em, chỉ đổ xăng thôi. Test cái máy cho anh em nghe trước ha. Máy thì máy 70. Máy móc là thì thầm, điện đèn kèn là full chức năng đầy đủ cho anh em xem ha. Sườn lốp zin. Xe được, nói chung là dọn anh em về á, từ điện đèn kèn xi nhan là đầy đủ hết, không thiếu món gì hết. Rất là nhiều anh em dặn shop em luôn chiếc cúp 50. Hiện hiện bây giờ thật sự mà nếu mà nói về một em cúp biển Sài biển 50 á, nói chung là xe cúp Nhật á, thì nó bây giờ nó rất là ít. Và em này á có giá trị hoài niệm anh em ha, có giá trị hoài niệm. Xe thì được dọn thì nói chung là sạch sẽ. Về là chỉ đổ xăng thôi, anh em không cần phải làm gì hết. Đó, quýnh một vòng cho anh em ở xa xem đi. Niền câm ha, sáng sủa sạch sẽ. Qua đây, quay cho anh em xem ha. Nước sơn này, xe này chỉ bị cái này nè, chỗ này nè. Nước sơn cho bình xăng hơi xấu, nhưng mà shop em sẽ đi dặm lại, sẽ dặm lại cho anh em. Cái này là lúc mới dọn á, là chủ xe nóng á, nôn nóng á nè. Cái này nôn nóng quá, đổ xăng vô nó bị trào. Cái này thì mình sẽ xử lý lại cho anh em. Cái này là mình sẽ xử lý lại ha, đây nè. Đó, cái này là do khách dọn á, khách dọn không kỹ cái miệng xăng này. Bởi vì shop em nói những anh em, những cái chiếc xe dọn cái bình xăng nó quan trọng lắm. Khi mà mình trước khi mình dọn á là mình phải coi đồng điếc, coi miệng xăng, coi sườn đầy đủ hết ha. Và không sao, chỗ này thì shop em sẽ xử lý cho anh em ha. Chỗ bình xăng này sẽ xử lý, cái miệng xăng sẽ xử lý. Và đây ha, nước sơn cực kỳ đẹp luôn. Xe này là nước sơn cực kỳ đẹp luôn. Và shop em báo giá với anh em một cái giá cực kỳ dễ thương luôn, hết hồn luôn. Xe được dọn phải nói là sạch sẽ hết nguyên xe, từ máy móc, điện đèn kèn. Máy móc là thì thầm, điện đèn kèn là full chức năng đầy đủ, không có thiếu gì hết. Anh em nhìn cái sườn nè, đây, nhìn cái sườn nè, đó, rất là đẹp nha. Và không có mục mọt, không có bị xé, bị mọt gì hết nha. Đây, quay cho anh em xem ha, quay cho anh em ở xa xem. Đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Rất là đẹp. Đó, quay cho anh em xem. Niền câm sạch sẽ, sáng sủa. Quay cho anh em xem. Niền câm sạch sẽ ha, gấp. Rất là đẹp. Về là chỉ có chơi thôi, không cần phải làm gì hết. Về là chỉ có đổ xăng vô mà chơi thôi. Thì giờ shop em đăng Zalo á, được rất là nhiều anh em hỏi. Nhưng mà shop em hẹn, thì lúc nào mình cũng hẹn với anh em hết. Bô là bô chim nha, bô là bô chim. Nửa chút xíu nữa shop em sẽ test cho anh em xem ha. Nghe cũng được lắm, nghe cũng giòn, nghe giòn đẹp đó. Rất là nhiều anh em mà chiều giờ điện thoại hỏi shop em là giá bao nhiêu mà mình không có báo. Mình hẹn là 7 giờ tối. Thường thì 7 giờ tối thì shop em sẽ review trên YouTube cho anh em ở xa xem. Xe có làm sao, nước sơn làm sao, dàn chân làm sao, máy làm sao thì shop em sẽ review chi tiết cho anh em. Và em này là biển 68 nha, cấu hình là 70, 3 số anh em nha, 3 số tới. Thì thầm, điện đèn kèn là full chức năng hết. Nói chung là xe cũng được, chủ xe cũng vừa mới dọn. Xe rất là khá, rất là dễ thương. Và giá của em nó là 11.800.000. Xe của bên shop em có cọc là có ship xa, nên em ở xa yên tâm. Có cọc là có ship ha. Đầy đủ hết anh em, như anh em thấy ha. Khi mà mình dọn một con xe thì nó không có rẻ tiền đâu, không hề rẻ tiền đâu anh em nha, không hề rẻ tiền. Nhưng mà khi mà mình mua con xe được, xe mua con xe lại của người chơi rồi thì anh em rất là lời. Thứ nhất là người ta dọn sẵn rồi, anh em chỉ về chơi thôi, không cần phải làm gì hết. Đây ha, điện đèn kèn nè, điện đèn kèn đầy đủ cho anh em. Điện đèn kèn đầy đủ, không thiếu gì hết, đầy đủ hết cho anh em ha. Vàng đầu, đồng hồ là còn chạy được nha, đồng hồ là mình chạy là km lên đàng hoàng nha. Và anh đây rất là sạch sẽ, rất là có duyên, xe nhìn rất là có duyên luôn. Xanh bả đậu, cái này là xanh bả đậu ha. Em 78, máy móc thì thầm,
Điện đèn càng là full chức năng. Em này là sườn lắp zin nha. Em này là sườn lắp zin. Không có một tiếng vọng nè, không có một tiếng hú luôn. Chỉnh cái anh ti lớn lên xíu này cho anh em. Không có một tiếng vọng, không có một tiếng hú nha. Bật chú ô lại cho anh em nghe. Đó, thì thầm ha, máy móc là thì thầm. Điện đèn càng full chức năng. Bô nè. $11.800.000. Và xe của bên shop em có cọc là có ship xa, nên mấy ông chú mấy ông anh ở xa yên tâm, có cọc là có ship. Và những anh em nào á, bữa mấy bữa nay á, dặn shop em cúp 50 cho học sinh đi đi học, bà xã đi chợ, chị em đi tập thể dục gì đó, thì em này quá ok luôn. Được dọn sạch sẽ hết rồi, về là chỉ đổ xăng thôi. Qua đây một vòng, qua đây nó cho anh em xem. Đó, máy móc là thì thầm, nước sơn cũng đẹp lắm anh em. Mình không biết là chủ xe dọn khoảng bao lâu rồi mà mình thấy nước sơn cũng còn rất là đẹp anh em ha. Nước sơn cũng còn rất là đẹp, sạch sẽ. Và cái quan trọng giá của em nó chỉ có 11.800.000 thôi. Anh em nào muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha. Đẹp không ha? Không hề mục một nha, sườn là chắc chắn không mục một, về là chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi, không mục một gì hết. 683527 biển số của em nó. Điện đèn càng đầy đủ hết. Quá dễ thương. Và khi mà anh em chưa, nếu mà mình mà bỏ tiền cho mình dọn đó, là mình bảo đảm với anh em luôn là cái số tiền nó còn hơn cái số tiền này luôn. Quá dễ thương. Đầy đủ hết. Không có đầy đủ hết. Anh em về là không có tốn tiền gì hết. Về chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi. Có cái chỗ bình xăng này thì nó bị dập sơn nè. Cái này là do lúc mà mới dọn á, chủ xe là không để ý nè, bị dập sơn. Nhưng mà shop em sẽ xử lý vô này, đơn giản và nhanh lắm. Shop em sẽ xử lý cho anh em ha. 11.800.000. Và anh em muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại là 0948265265. Quay đây cho anh em xem. Về chân cũng được, về đi cà phê, đi chợ. Máy móc này thì tầm rồi. Về là đổ xăng thôi anh em, về là đổ xăng thôi. Ha. Đây là không có phụ lòng những anh em thường hay điện thoại cho shop em. Quân ơi, có chiếc cúp 50 nào không? Cho học sinh đi học không? Thì em này thì quá ok rồi. Thứ nhất là sạch sẽ nè. Ha. Thứ hai là đầy đủ hết. Từ dàn chân, dàn máy, dàn điện đầy đủ hết. Về là không có tốn tiền gì hết. Anh em nhìn dàn chân nè. Nhìn dàn bánh nè. Đó. Nền căm nè. Bánh trước, bánh sau luôn. Quay cho anh em xem bánh trước, bánh sau luôn. Cũng đầy đủ hết. Không có về mà phải hai niền hai câm gì hết. Đây, không có mục mọt gì hết nha. Quay nguyên cái dòng bánh luôn cho anh em xem luôn. Mình mua bán rõ ràng, lúc nào mình cũng quay rõ ràng hết. Nên khi mà tới tận tay của khách hàng á, thì cũng yên tâm. Vì shop em quay rất là rõ ràng, không có giấu né gì hết. Có làm sao quay vậy cho anh em. Anh em thấy không, thấy cái bình xăng nó dợp, báo dợp, nhưng mà mình khắc phục thì mình mới dám nói. Đó. Và anh em nào muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em á, là 0948265265 anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều và chúc anh em có một buổi tối ấm áp. 11.800.000. Bye bye anh em.